Ủa sao vẫn lên ngược chiều anh đi xa lắm ạ? À? Cái đường đi đường nào luôn á anh. Bây giờ đi Sài Gòn hả? Dạ. Đây nè, phía trước là đường cao tốc cấm xe hai bánh nè. Có nghĩa là mình đi thẳng luôn đó. Nó xe cũng hơi lộn xộn, người ta dẫn trả lời đó các bạn. Đây là sông Hậu, đó là thành phố Cần Thơ các bạn ha. Đó. Cầu Cần Thơ các bạn. Mình sẽ đến cầu Chạy Già để mình xem ha. Hướng đó là hướng cầu Cần Thơ. Giờ đây là quốc lộ 1 này các bạn. Đây là cầu vượt, hướng đó là về Trà Ôn ha. Còn đây thì đi thẳng luôn là về Vĩnh Long ha. Vĩnh Long qua Tiền Giang, qua cầu Cái Thường 2 về Tiền Giang các bạn ha. Bạn đây là vị trí ở quốc lộ 1 nè. Đây là cầu vượt. Rồi chúng ta nhìn thấy đi về đây nữa là về Bình Tân nè, ở thị xã Bình Minh nè. Về Bình Tân đi thẳng luôn không? Huyện Bình Tân á. Thì mấy chị đang bán đồ. Rồi mình tiếp tục mình đến tuần lần ra ngoài đó ha. Dạ, Thiện Nhân Bốn Phương mến chào quý bà con. Dạ, hôm nay ngày 21 tháng 3, Thiện Nhân có mặt ở quốc lộ 1 và hướng đó là cầu Cần Thơ đó. Cầu Cần Thơ hướng đó bà con ha. Và hôm nay Thiện Nhân mời bà con cùng Thiện Nhân đến nút giao cao tốc cầu Chạy Già để coi các anh triển khai hôm nay như thế nào. Hôm đó xe ông Đa đi lộn xộn dữ lắm. Và đây là về Trà Ôn, đây là cầu vượt về Bình Minh rồi nè bà con. Đây trung tâm của Vĩnh Long ha, qua Vĩnh Long và địa phận của Vĩnh Long. Và đây là quốc lộ 1 bà con ha. Và hôm nay Thiện Nhân mời quý bà con cùng Thiện Nhân đến nút giao cao tốc cầu Chạy Già. Thì mấy ngày nay cũng khá lâu rồi. Mình không có trở lại nút giao cầu Chạy Già. Thì hôm nay Thiện Nhân mời quý bà con cùng Thiện Nhân trở lại nút giao để mình xem tiến độ ở nút giao coi có gì đổi mới không. Vì hôm đó là mình đi ngang mình thấy cũng có các anh công nhân cũng đang làm việc cống rồi dĩa hè rồi đó rồi chân chân thì cũng chưa hoàn thiện đâu, nhưng mà hôm nay mình cũng trở lại để mình xem coi nha con ha. Và đây là cầu vượt nè, mình đi về hướng đó là về Trà Ôn hết trơn. Mình đi về đây là về Bình Tân, Bình Minh rồi nè, thị xã Bình Minh rồi đó. Rồi mình hiện giờ mình đang ở ngay quốc lộ 1 ha. Rồi bây giờ là mình đi từ từ vô mình xem nha các bạn ha. Thì hôm nay cũng hơi khá lâu rồi. Mình không có trở lại cao tốc. Giao cao tốc cầu Chạy Già lớn. Ở đây cái này ta đi trái cây rồi đó. Còn hôm nay thì mình sẽ trở lại nút giao để mình xem coi nút giao hôm nay có gì thay đổi không ạ. Nhất là cái vụ mà vấn đề là lộn xộn xe gắn máy đi vô cao tốc thì cũng hơi khá lâu rồi. Chắc mình nghĩ là hôm nay sẽ người ta sẽ làm lại để cho xe Honda không gọi nó, các anh chị thì công việc vệ sinh đường bộ.
này mà nếu mà xe gắn máy mà nếu mà không có địa chỉ là đi thẳng vô cao tốc luôn đó nha. Rồi các bạn cũng nên cẩn thận vì vô cao tốc là rất là nguy hiểm. Mà vô cao tốc rồi mình lỡ mình đi vô sâu rồi đầu cầm đi ngược trở ra nó là đi một chiều nguy hiểm, rất vô cùng nguy hiểm luôn. Rồi chẳng hạn như là gặp mấy anh cảnh sát giao thông nữa là cũng hơi là nguy hiểm đó, thì mình tốn tiền đó. Mình mong các bạn đi cố gắng quan sát ở nút giao cao tốc cầu Chạy Già nè ha. Đây là cái điểm này là vô cùng lợi hại luôn đó. Vì mình thấy xe gắn máy thường thường là đi cái bắt đầu sơ ý á, quên cái sắn vô luôn à. Vì đã chạy bon. Thì mình lỡ đà rồi mình đi luôn á. Có nghĩa là thấy tới đó là được không trống đó. Thì ở đó thì người ta cũng có để cái bảng á, cũng rõ ràng lắm. Nhưng mà mình phải đi mình cũng chú ý cẩn trọng chút xíu các bạn ha. Mong các bạn đi đến nút giao cầu Nhà Già vẹo về Vĩnh Long thì mình nên tới cầu Nhà Già lớn thì mình quẹo phải luôn ha, mình bo cái cua xuống quẹo phải. Và đây là cầu Nhà Già nhỏ nè, chuẩn bị tới cầu Nhà Già lớn rồi đó, tới nút giao. Cận cảnh quay từ để cho các bạn sau gần cùng xem á. Thì các bạn nhớ chia sẻ cái clip của mình nhận cho mọi người cùng xem đến chỗ giao cao tốc cầu Nhà Già đó, thì xe gắn máy cũng hay lộn xộn và các anh tài xế xe hơi thì cũng có hơi bỡ ngỡ khi nếu đi đường lạ đó. Nếu đi đường lạ thì mình nghĩ các anh cũng còn phải bỡ ngỡ gì đến cái chỗ giao đó. Các anh đi được một lần rồi thì các anh sẽ quen thôi. Vì giao cao tốc mà nếu mà cái chỗ đó là mấy anh đi thẳng luôn á, là mấy anh đi qua cầu Cần Thơ luôn á, qua cầu Mỹ Thuận luôn đó nha. Là các anh đi tới cầu Mỹ Thuận 2 đó, ở trên Tiền Giang. Rồi còn bây giờ á, mà nếu mấy anh con từ ở Cần Thơ đi qua mà mấy anh muốn về Đồng Tháp á, mấy anh muốn đi tắt là không được không nha. Tại vì không có đi đường này thì đường nào, nhưng mà bây giờ đi không được. Đường này mình qua cái cổng chui á, mình qua cái cửa chui là mình đi về được, qua cái đường dân sinh bên đó. Nhưng mà cái đường dân sinh bên đó bữa nay người ta rào rồi nha, người ta đã làm cái cao tốc một chiều lên rồi, mình đi không được đâu. Mỗi lần ở đây là có cái đường nào mình đi rẽ qua đây ha, đó xe cái máy đang chạy dưới đường đó, là mình đi qua cái cổng chui ở phía mặt này mình xỉa qua đó, mình đi thẳng theo đường dân sinh qua cầu Chạy Già nhỏ đường dẫn đó là quẹo trái là xuống luôn, rồi đi về tỉnh lộ 854 ha, đi về Đồng Tháp rồi đi về Thanh Hóa hay gì đó dân dân đó. Ra ra mình đi được nha, mình về con tóc nha. Đó đây nè, đây là cửa chui nè, đó đây là cửa chui nè các bạn ha, chui qua lộ. Rồi đây là tới cầu Chạy Già lớn hết đây nha. Đây tới cầu Chạy Già lớn các bạn. Đây là trung tâm của thị xã Bình Định, thị xã Bình Định cho đó các bạn ha. Đây là cầu Chạy Già lớn nha. Đó. Rồi. Đây là vừa nếu mà các bạn đi muốn đi Vĩnh Long là tới đây là mình bo luôn rồi, bo hết cua luôn nha. Bo cua đi xuống thành phố Vĩnh Long luôn nha. Còn giả là mình đi lên thị xã Bình Minh cũng vậy, là mình bo hết cua luôn nha. Bo cua này xuống dưới này luôn. Mình đi thẳng đi về thành phố Vĩnh Long. Còn mình đi ngược dòng trở lại đây là chui qua cái cầu dưới gầm cầu này nè. Dưới gầm cầu Chạy Già lớn là bắt đầu mình đi ngược về Bình Minh đó, về thị xã Bình Minh. Đây nè, mới nãy là mình nói đó các bạn. Đó. Bây giờ mình đi thẳng là mình đi nếu mình đi thẳng là đi vô cao tốc. Còn nếu mình đi bo cái cua này bo xuống chữ xe mình đi về Vĩnh Long ha, thành phố Vĩnh Long. Còn ha, nếu xuống tới ngay chỗ chữ xe đó mình bo lên nha, chỗ đằng đó đó mình đi xuống tới đó là có ngay chỗ cái ngã rẽ cái nè, mình quẹo lên đây ha, đó cái đường này là mình quẹo lên mình đi về Bình Minh, mình về Đồng Tháp luôn nha, về
đường tỉnh lộ 854 đó mình dành tắt. Vậy bà con ha. Rồi đây là mình sẽ tiếp tục để mình cận cảnh luôn ha. Mình đi vòng qua vòng cái cua này để mình hướng về Cần Thơ, quay ngược trở lại Cần Thơ cho các bạn xem ha. Và tới những cái đoạn tiếp giáp nào thì Thiên Nhân sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Đó, đây các bạn nhìn thấy thẳng, mình đi thẳng luôn đó, là bắt đầu mình đi vô cao tốc luôn đó nha. Đây nè, phía trước là đường cao tốc cấm xe hai bánh nè. Có nghĩa là mình đi thẳng luôn đó. Đó, xe cũng hơi lộn xộn, người ta dẫn trở lại đó các bạn. Thấy không? Đây là giảm tốc độ đó. Đây nè, đi trúng rồi nè, đó mình bo cái cua này nha, đó. Đây, bo cua này nha các bạn. Từ từ thôi, từ từ thôi. Đây nha các bạn ha. Đây các bạn nhìn thấy mình bo cái cua này mình đi xuống nha. Còn mình đi thẳng luôn là đi vô cao tốc nè, đi về cầu Mỹ Thuận 2. Đó. Và cái hướng bên đó chữ C đó là mình đi ngược trở lên đó nha, mình đi vòng qua đi ngược để về Cần Thơ đó, là cao tốc đó, các bạn cũng nhìn nhận dễ nhận dạng nữa. Nó tỉnh lộ 854 mình đó nha, thị xã Bình Minh đó. Đây các bạn. Đó có xe xe người ta vô, người ta đi lộn á, người ta dẫn trở lại rồi. Cũng có nhiều vấn đề là người ta đi lộn đó, người ta cấm á. Cái chị đó lại chỉ nhìn cái bảng cấm, là chị coi cấm luôn rồi. Cấm xe hai bánh đi vào cao tốc. Cái này hơi bỡ ngỡ, hơi có khi mình đi lộn vô, mà mình đi lộn vô mình đi được ra không có gì. Đây tại sao dẫn lên ngược chiều rồi? Ủa sao dẫn lên ngược chiều rồi? Anh đi xa lắm à? Sài Gòn mà em không có biết cái đường đi đường nào luôn á. Bây giờ đi Sài Gòn hả? Dạ. Đừng đi vô cao tốc, đi đường này, đi đường này nè anh đi đường này hả? dạ chị về đường này luôn. Dạ, đi bo bo đường này. Đi đường nào nó anh đi. Dạ, dạ không có. Chị đi về đây, chị đi xuống dưới này có cái dòng xây luôn. Chị đi theo quốc lộ 1 nè, chị đi vòng lên đó là xuống dưới đó đi về Sài Gòn. Chị đừng đi đây, vô đây là vô cao tốc rồi. Thì nãy em biết em đi vô em bị hỏi nè. Dạ. Rồi chị đi đây. Chị theo xe nè. Dạ rồi chị theo em. Em bị giờ thở cái nó từ từ quay lại mà nó còn la. Dạ, chị vô cao tốc rồi. Rồi chị đi đây, chị lên xe đi, quay lại đi, rồi đi xuống cái này anh chỉ cho chị đi. Rồi. Cũng có khi lạc đường nhiều lắm các bạn ha. Thì mình có khi ở đây người ta nhầm đường, người ta đi vô cao tốc hoài à. Dạ được, chỉ cho chị đi một đoạn này đi. Đây là cấm xe nè. Cấm xe nha các bạn. Bây giờ
chị đi theo cái quốc lộ 1 này luôn ha. Đây, chị đi theo cái đoàn xe này nè. Chị đi thẳng theo quốc lộ 1 luôn. Chị đi thẳng xuống dưới đó đó, có cái dòng xe á, chị đi xa lắm. Chị đi xuống dưới đó có cái dòng xe đi qua cầu Mỹ Thuận. Chị đi bo cái cầu Mỹ Thuận qua dòng xe đi xa lắm. Chị đi xuống dưới khoảng xuống dưới dễ nhận dạng đi lắm. Chị đi theo quốc lộ 1 này chị hỏi thăm ta. Đi hoài đi. Là đi đường này đi ra Sài Gòn đó. Dạ dạ. Hồi đó thì mình đi đường này, giờ có cao tốc rồi người ta đi đường này. Mà cao tốc bây giờ cho xe không được. Chị đi theo đó đi vô. Đi đại thẳng dưới đi. Giờ người ta không biết đường đi, đi lộn đường thì cái toàn mất. Ở đây chúng ta đi về là đi ngược về tỉnh lộ 854 về Bình Minh. Đi thẳng dưới đó là có cái dòng xây với dòng xiến dưới. Anh đụng cái dòng xiến là anh quẹo pha quẹo trái ra cầu Mỹ Thuận đó. Rồi bây giờ là mình quẹo ở đây nha các bạn. Thì nè, mấy anh bây giờ mình quẹo ngược về hướng này đó ha, là bắt đầu là mình đi về Minh, tỉnh lộ 854. Bình Minh nó còn đó là cái cầu Trà Dạ, hôm nay mình đi xuống đây nè, thị xã Bình Minh thì đi thẳng thành phố Cần Thơ thì quẹo phải. Thì cái mình đi, nếu mà đi Bình Minh là ngay chỗ này có cái đường rẽ xuống đó, mình đi chua qua bên cái quốc lộ 1 này, bên kia mình rẽ đây là có cái cửa chui đó, chui qua lộ quốc lộ 1 đó. Đây là tỉnh lộ 854 nè, thành phố Cần Thơ thì có khoảng rồi, hôm nay rồi cũng dễ nhận dạng đi lắm các bạn. Nãy bên đó thì người ta cũng
mình video máy cho các bạn xem tí xíu ha. Đây là cao tốc nè các bạn. Cao tốc ở hướng cầu Mỹ Thuận về Cần Thơ đó các bạn. Ở đây thì Cần Thơ về Mỹ Thuận. Đó. Còn đây là chiếc công này là chạy ở Vĩnh Long chạy lên hay là Bình Minh chạy lên vậy nè. Đây về Cần Thơ. Nhầm nhiều lắm. Khi đi vô cao tốc này rất là nhầm luôn. Người ta vẫn để người ta hôm nay người ta để cái bảng quá bự luôn rồi đó. Đằng này cũng còn một cái bảng nữa. Do nhầm đường là đi ngược chiều vô chỗ này nè các bạn, người ta không có biết được ngay chỗ này rào ha, cho nên người ta chui qua cái đường đó đó, người ta chui qua cái đường như bữa nãy là mình chỉ các bạn là ở Cần Thơ lên là quẹo xuống cái đường né rồi bắt đầu cái chui qua cái đường hầm chui nó qua quốc lộ 1 này, bắt đầu cái qua cái đường dân sinh này lên đây là hồi đó có cái đường né xuống chỗ này các bạn ha, đi lên tỉnh lộ 854 giờ người ta rào rồi. Đầu né được cho nên quên là đi luôn rồi lỡ lên đây phải đi ngược chiều luôn, đi vòng vô trong cái đường này đi quanh xuống luôn các bạn ha. Thì chạy ngược chiều thì cũng hơi nguy hiểm quá, mà vấn đề đi lộn thì đi nhầm đường thì lâu người ta mới điên là người ta lộn đường thì cũng thông cảm, nhưng mà khi mình đi vô chỗ này rồi mình thấy rất là nguy hiểm vì có chiều nha các bạn. Đồng ý mình đi lộn đường. Lộn đường là người ta rất thông cảm cho mình rồi, vì mình chưa biết cái đường đi ra sao. Hả? Mà nếu mà lộn đường đi vô như vậy rồi bắt đầu là rất là nguy hiểm. Cho nên khi mình cũng cẩn thận nha các bạn ha. Mình đi tới cầu Chà Già này thì mình quan sát các bạn ha. Rồi, thiện nhân xin kết thúc video ở đây ha. Thì mình cũng xin chúc cho các bạn đường lộ bình an. Thì nhớ là đi tới ngay chỗ cái điểm này thì các bạn nhớ quan sát ha. Chúc các bạn may mắn trên mọi nẻo đường ha. Các anh tài xế nè. Rồi. Người ta đi người ta lỡ người ta đi ngược chiều quá. Người ta đi vô đây là mình mới vừa nhắc nha, mình mới vừa nhắc nhở luôn đó. Vì người ta đi vô cái đường này là người ta hay đi ngược chiều luôn. Ngay chỗ này là mình chỗ này là cái chỗ là nguy hiểm vô cùng, là cái chỗ cầu ngược chiều. Nếu bây giờ mình không có đi luôn, cái đường màu mình đi về cái này, mình đi cái chỗ này là cái lên ngay chỗ cái cầu nhỏ này. Lên đây là đi ngược chiều dễ lắm, bởi vì là lên tới đây có đầu cái đâu có đường né xuống được thì đương nhiên phải chạy luôn rồi, lỡ vô tới đây rồi thì phải đi ngược chiều luôn. Rồi mình chỉnh kết thúc video thì mình cũng xin chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe ha. Bà con sao cần được sức khỏe thì luôn luôn cũng quan tâm đến thiện nhân. Mong bà con và các bạn sao cần xem đoạn clip video của thiện nhân. Đến đây thì mình cũng hơi cẩn thận cái xíu vì mình sợ lộn đường thôi.
cũng không có gì, nhưng mà mình lộn đường vô thì cũng rất nguy hiểm nha các bạn ha. Rồi mình xin kết thúc video, hẹn gặp lại bà con những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.